Chọc giận Bắc Hàn, Hoa Kỳ bán hỏa tiễn phòng không 3.3 tỷ Mỹ Kim cho Nhật Bản. Kính thưa quý vị, hôm qua, thứ Tư ngày 28 tháng 8, Loan báo chấp thuận việc bán các hỏa tiễn phòng không tối tân dùng chống hỏa tiễn đạn đạo trị giá khoảng 3.3 tỷ Mỹ Kim cho Nhật Bản sau khi diễn ra một loạt các vụ thử nghiệm hỏa tiễn của Bắc Hàn, có thể đe dọa đồng minh thân thiết này của Washington. Thương vụ này diễn ra trong lúc Bắc Hàn đang phát triển khả năng tấn công bằng hỏa tiễn của mình. Trong hai năm qua, Bình Nhưỡng đã cho thấy có khả năng bắn đi các hỏa tiễn đạn đạo tầm trung và tầm xa có thể mang theo được đầu đạn nguyên tử để tấn công cả Nhật Bản và Hoa Kỳ cùng nhiều quốc gia khác. Quay việc bán hỏa tiễn phòng không cho Nhật, Ngũ Giác Đài cũng chấp thuận bán thêm vũ khí cho Hungary, Lithuania và Denmark trị giá tổng cộng khoảng 943 triệu Mỹ Kim. Hungary sẽ mua 180 hỏa tiễn loại AIM-120C7 tầm trung, cũng do Raytheon chế tạo. Raytheon là công ty quốc phòng lớn nhất của Hoa Kỳ. Trong khi đó, phía Denmark sẽ mua các hệ thống sonar và sonobuoy để dò tìm tàu ngầm, do công ty Lockheed Martin chế tạo. Còn Lithuania sẽ mua 500 xe bọc thép hạng nhẹ JLTV trị giá khoảng 171 triệu Mỹ Kim. Phía Nam Hàn sẽ mua 31 ngư lôi loại MK-54 có thể phóng đi từ các phi cơ sang tàu ngầm PH Poseidon. Theo bản tin của hãng thông tấn Reuters, Ngũ Giác Đài nói rằng Nhật Bản sẽ mua thêm khoảng 73 hỏa tiễn loại SMA Block HA do công ty Raytheon chế tạo. Đây là loại hỏa tiễn bắn đi từ các chiến hạm có trang bị hệ thống radar để đánh chặn các hỏa tiễn đạn đạo đang bay tới. Trong tháng này, Bắc Hàn đã 7 lần bắn thử các hỏa tiễn đạn đạo tầm trung loại mới, với ít nhất một hỏa tiễn có tầm bắn xa tới Nhật Bản, đe dọa nền an ninh ổn định của khu vực và thế giới.